Xin chào bạn, kể từ khi chiếc Samsung Galaxy Note 9 được ra mắt vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, thì em nó đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực đến từ người tiêu dùng với hàng loạt những tính năng mới, cũng như là nó được nâng cấp khá là đáng giá so với người đàn anh là chiếc Samsung Galaxy Note 8. Thế nhưng, với mức giá hiện tại thì chiếc Note 9 không thể nào phổ biến được như chiếc máy tiền nhiệm của hãng. Chứ vậy, nếu bạn muốn sở hữu một chiếc máy có giá trị gần như là chiếc Note 9 mà giá chỉ bằng một nửa thì chiếc Note 8 sẽ phù hợp nhất. Thế nên hôm nay mình sẽ phân tích tại sao chúng ta nên chọn chiếc Samsung Galaxy Note 8 thay vì chiếc Note 9 nhé. Đầu tiên, như tiêu đề mình đã nói thì Note 9 hiện tại với mức giá còn bán khá là cao. Hiện tại mình đang check thử giá tại Intermobile thì giá chênh lệch giữa Note 8 và Note 9 thì ít nhất cũng khoảng 6 triệu đồng. Với mức giá đó, các bạn có thể mua Note 8 và số dư còn lại có thể mua một chiếc điện thoại khác như iPhone hay Xiaomi, v.v. Hoặc có thể là các bạn sẽ sắm cho mình một chiếc máy tính bảng để giải trí. Nói chung, hai sản phẩm công nghệ tốt để phục vụ cho các bạn sẽ tuyệt vời hơn là một chiếc điện thoại gánh tất cả các yếu tố trên. Nên nếu là mình thì mình sẽ chọn mua một chiếc Samsung Galaxy Note 8, rồi số dư còn lại mình sẽ mua sản phẩm máy tính bảng như là iPad để trải nghiệm màn hình lớn hơn, sẽ tuyệt vời hơn. Yếu tố thứ hai mình chọn Note 8 là vì cấu hình của máy này còn khá ngon. Dù cho là nó chạy chip Exynos 8895 hay là Snapdragon 835 đi nữa thì máy vẫn chạy rất mượt mà. Công bằng mà nói thì sự khác biệt giữa 845 và 835 ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn không chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Ngay cả các tựa game nặng nhất hiện nay như là PUBG Mobile thì cả hai máy đều chiến được ở mức độ hòa là max setting. Nên thực sự để thấy được sự khác biệt rõ hơn thì có lẽ ta phải đợi đến 1 đến 2 năm sau, khi các phần mềm yêu cầu phần cứng cao hơn thì chúng ta mới có thể cảm nhận được sự chênh lệch tốc độ giữa hai chiếc máy này. Nhưng khi mua một chiếc điện thoại mà nó cho chúng ta một hiệu năng tuyệt vời trong khoảng 1 đến 2 năm là quá tốt rồi. Vì thường chu kỳ đổi điện thoại mới cũng trong khoảng tương đương với thời gian trên mà thôi. Yếu tố thứ ba là về phần camera. Mặc dù camera của Note 9 được DxO Max đánh giá khá là cao hơn nhiều so với chiếc Note 8, nhưng nếu nhu cầu chụp bình thường của các bạn không quá khắt khe, tức các bạn không yêu cầu chiếc điện thoại của mình chụp thiếu sáng tốt và thường xuyên chụp đêm, thì Note 8 cũng đã đủ làm bạn hài lòng rồi. Hơn nữa, chiếc Note 9 được trang bị thêm tính năng AI camera, nhưng mà AI của Samsung vẫn chưa tối ưu tốt lắm nên không mấy cần thiết. Nói chung, Note 9 có ngon thật, nhưng mà xét về mức giá quá cao thì Note 8 mình thấy là đủ. Riêng cá nhân mình thì có khoảng đâu đó 3-4 video đánh giá camera rồi, các bạn có thể tham khảo thêm để có thể biết được chính xác rằng máy này nó chụp ảnh tốt đến đâu. Thậm chí nếu các bạn thích chụp phơi sáng thì chiếc máy này cũng rất ok. Lợi thế của chiếc Note 8 là có thể chỉnh được tốc độ màn chập lên đến 10 giây. Vì vậy, nếu đứng trên cương vị là người dùng bình thường thì mình thấy camera của Note 8 và Note 9 chỉ là 1:9:1:10 với nhau mà thôi, không quá khác biệt như các trang công nghệ đánh giá đâu. Cuối cùng, điều mà tạo nên tên tuổi của dòng Note đó chính là chiếc bút S Pen thần thánh. Ở trên Note 9 chúng ta có thêm Bluetooth để điều khiển chiếc máy ở khoảng cách rất xa. Nhưng điều đó mình thấy chỉ thiết yếu nhất khi các bạn chụp ảnh selfie hoặc chụp ảnh đông người. Chứ mọi thứ còn lại thì hai chiếc bút này gần như là tương đương nhau. Từ cảm giác bấm bút cho đến thao tác viết thì cả hai máy này đều cho một trải nghiệm cực kỳ tốt. Để phục vụ tốt cho công việc thì cả hai máy đều như nhau. Còn về các khoảng khác như chụp ảnh thì Note 9 sẽ nhỉnh hơn một chút với lợi thế như một chiếc remote từ xa. Tóm lại, sự khác biệt giữa Note 8 và Note 9 cũng không quá đáng kể nếu chúng ta là một người dùng thông thường. Còn nếu đứng trên góc nhìn công nghệ thì Note 9 chắc chắn sẽ có nhiều ưu điểm hơn khá là đáng kể so với chiếc Note 8. Như tiêu đề mình đã nói thì với số tiền các bạn bỏ ra, mình thấy Note 8 sẽ ngon hơn Note 9 rất nhiều và tính phổ cập của nó sẽ mạnh mẽ hơn nhờ mức giá chấp nhận được trong phân khúc. Nếu các bạn muốn tham khảo thêm giá bán của chiếc Note 8 hay Note 9 thì đừng quên truy cập website intermobile.vn để tham khảo thêm. Còn bây giờ thì xin chào.